chào quý khán giả có mặt trong giường của em này. Chào cô. Dạ. Cô tất cả khán giả. Cô cứ ngồi đi cô, cứ ngồi dạ. đi cô. Dạ. Cô giới thiệu cho mọi người biết về dạ. cô đi. Đây là Phạm Thị Hoài. Cô Hoài. Dạ. Cô nhiêu tuổi đó cô Hoài? Thưa 74 tuổi. 74 rồi. Dạ. Quê mình đâu cô Hoài? Ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Là ở huyện nào? Huyện Chợ Lách. Quyền Chợ Lách, Bến Tre, dạ. sát Vĩnh Long ha. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em tên Đào Thị Thanh Tâm. Năm nay 37 tuổi, em làm nghề buôn bán tự do. Dạ. Dạ, em đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 35. Dạ. À. Mình có em bé nào chưa chị? Dạ, cuối tháng này em sanh em bé. À, rồi. Chúc mừng nha. Cô là gặp con dâu trong trường hợp nào? Thì nó cũng như bán thời cho nó gặp nhau trước. Nó gặp nhau rồi nó dẫn về thì này thấy nó gặp nguyền thấy cũng thương. À, dạ. Trai dẫn về hả? Dạ. Trước khi trai dẫn về có thông báo không? Cũng có thông báo trước. Nhưng mà lần đầu tiên con trai dẫn về thì cô gái này bị khiếm khuyết về cơ thể thì cô có thấy sao không? Thưa, thấy nó thì thấy cũng thương thôi. À. Dạ, vì thấy thật quyền này có nói với thằng trai là nếu con thương thì phải thương thật tình, đừng có lỡ dở nữa chừng bỏ nó. À, hay quá. Chị có nhớ cái ấn tượng khi mà gặp mẹ chồng chị lần đầu tiên không? Dạ, thì lần đầu tiên anh chồng em dắt về á thì anh có em có hỏi là má là có khó tính không? Em anh bảo má ngày xưa khó lắm. Dắt bao nhiêu người về má cũng không chịu. Ôi chết rồi, kiểu này chắc dắt em mà về chắc phải đuổi ra khỏi nhà dễ gì lại cho vô. Sao không sao đâu. Về thì em về cũng thấy má cũng dễ. Chào má, má cũng dễ cũng ừ hỏi rồi hỏi thăm mẹ con nói chuyện qua lại. Thấy dễ. Em mới bảo ủa sao anh nghe nói anh bảo má khó lắm rồi em có thấy khó gì đâu. Thế là tối chiều đó rồi em cũng bảo thôi anh ơi thì thấy má dậy rồi thôi chắc em cũng dậy phụ má thôi em cứ ngủ đi thế này em ngủ một phát một tê 8 giờ luôn rồi 8 giờ cô dâu có chia sẻ đó là hình như trai cô dẫn nhiều người về cô không chịu sao dẫn cô này về chịu liền tại vì mấy người kia thì nó đúng cũng liền lạc nhưng mà nó cái tư cách nó mình thấy không chịu vì nó cũng như nó thấy ý nó liền lạc rồi nó hết dịch mình không chịu. Khi mà hai người lấy nhau rồi về làm dâu đó em có phụ giúp má được gì không? Thì má cũng không có cho làm cái gì hết á. Má ưa bảo thì thôi em con cứ khỏi làm cái gì đi cứ ngồi chỗ nữa được rồi cái thôi để con phụ má nấu cơm mà em thì em người Bắc mà em nói vậy chứ em người Bắc má nấu thì em ăn được chứ em người Bắc em nấu theo kiểu người Bắc thì chắc người làm không ăn được đi. Em nghĩ trong bụng rồi ờ má giá như bây giờ mà bà bảo phụ nấu chắc cũng không biết nấu cầu cho miệng nói vậy cầu cho bà đừng bảo nấu gì. Hai mẹ con có hợp nhau không? Nó cũng hợp thấy bởi vì mình thấy nó cũng hiền và nó đặc quyền rồi nó làm gì thấy nó để nó làm mày thấy cũng tội nghiệp rồi lỡ nó đi mà nó té thì xem hại nữa rồi nói thôi con ở đó đi mà làm cho còn má làm hết hả? Dạ. Bây giờ cũng nó đúng cũng có chồng nó làm nữa như vậy nó thấy này mẹ làm nó cũng chịu không nổi nó thôi để má để vô nghỉ vậy để con làm nấu cơm dọn dẹp rồi ăn cơm xong rửa chén rồi bà và chồng làm hết luôn. Em cũng thấy ngại nhưng mà cái kiểu dưới nhà mẹ chồng em thì đi lại khó khăn lắm. Bị ở lên đất là nhiều mà lên đất là nhiều nó khó khăn. Em đi hay bị té em đi không có được. Tức là đi cái xe này nền đất đi không có được đúng không? Dạ. Nhưng mà đôi khi á cái việc làm không nói gì rồi nhưng mà cái chuyện mà mình chăm sóc mình chia sẻ mình thổ lộ cho mẹ biết là mình thấy mẹ làm tội nghiệp quá thấy thương quá đó có bao giờ là em quá vô tư em cảm nhận mình trở thành vô tâm không? Dạ có. Có? Có luôn. Như thế nào? Tại vì thường thường là thay vì con cái làm không được thì thường tâm sự với mẹ hỏi mẹ ơi mẹ có đau ốm chỗ nào không hay là
nhức đau mỏi chỗ nào không, con mua thuốc với mẹ. Thằng em lâu lâu vài ba tháng hai vợ chồng về xong em mua quà bánh cho mẹ, xong má con biếu má cái này rồi xong. Ôi sao hôm nay con thấy má ốm quá rồi xong, còn bà bệnh gì vậy em? Chả thì lại em hỏi má, má có bệnh trong người không hay là bệnh như nào không, má có mua thuốc uống gì chưa? Kệ đó. Em chả bao giờ em hỏi cái đó. Cái đó mới là điều quan trọng. Có thể là em không làm gì có giúp mẹ được, dạ. Nhưng anh nghĩ rằng á là có những lúc em nên tâm sự với mẹ chồng. Ừ dạ. Mẹ ơi, con thấy mẹ làm vất vả gì, thôi mẹ nghỉ ngơi vài ngày, hay là mẹ có thể lên đây chơi với con, hay là lâu lâu con gửi món quà về cho mẹ, thậm chí là hàng đêm có đôi khi lâu lâu rảnh chung bảy nhật gì đó, tâm sự với mẹ qua điện thoại này kia cho mẹ tình cảm chút xíu. Ô, năm 12 tháng chắc em không biết em gọi được hai lần không? Rồi đúng rồi. Chị là mình bận công việc nhiều quá hay là sao chị? Không, bận thì công việc cũng đôi khi nó bận, nó làm cho con người mệt mỏi cũng có. Nhưng mà đôi những có những lúc em ở nhà em cũng một tháng người em cũng nghỉ được đâu hai ba lần gì đó. Nhưng mà em ở nhà thì một là đi chỗ anh em chơi, hay là hai nữa là ngồi bấm điện thoại, chứ cũng chả bao giờ em gọi điện hỏi thăm. Tại vì có những cái cặp mẹ chồng nàng dâu trước á, dạ. Thì mẹ chồng chỉ cần người con dâu gọi điện hỏi mẹ ăn cơm chưa, mẹ khỏe không, mỗi ngày chỉ cần hỏi 2-3 câu như vậy thôi là mẹ chồng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Chỉ cần như vậy thôi, không cần phải chăm sóc quan tâm vậy, dạ. Chị thấy mình có bị thiếu không ta? Dạ có cái đó. Có đó. Chồng em bảo là em gọi điện, em gọi thôi anh gọi đi, em sợ gọi. Sao kỳ vậy? Cô Tư đó. Cô Tư đôi khi là em cũng quá vô tư luôn á. Em có nhớ số điện thoại của mẹ không? Dạ không. Em có nhớ ngày sinh nhật của mẹ không? Cái đó thì em có hỏi đâu mà em biết. Không hỏi luôn. Cô ơi. Dạ. Cô có thấy buồn về việc đó không? Thấy cũng buồn chứ. Cũng buồn đúng dạ. Không? Có bao giờ mình ngồi mình nghĩ những điều đó mình tủi không cô? Thôi cũng tủi chứ. Có bao giờ cô khóc không? Có mà. Cô khóc thì thường cô tâm sự với ai? Thì tâm sự với cháu. Với cháu hả? Cô tủi thân như thế nào cô? Cô tủi vì con mà nó không có nghĩ tới mình, nó không có gọi về đó. Con trai nó có chăm sóc, có hỏi han gì cô? Con trai thì nó hỏi hoài à. Bây giờ mới thấy mẹ chồng rơi nước mắt là thấy chưa? Đôi khi á là cũng không phải cần làm điều gì nó lớn lao lắm đâu em. Dạ. Em là cô gái rất xinh đẹp. Dạ. Anh nghĩ rằng chỉ nó khiếm khuyết một chút về cơ thể. Dạ. Nhưng mà em là cô gái rất là năng động và hiểu. Dạ. Việc luôn. Vấn đề là em hơi vô tâm chút xíu với mẹ chồng thôi. Dạ. Thì em muốn là nói với má là có những cái chuyện con làm mà không có đúng. Thì con thừa nhận là con làm không có đúng. Và con muốn mong rằng là má cũng bỏ qua, và nếu như con làm cái gì mà má không có hài lòng á thì má cũng nói cho con biết để con sửa rồi. Nói giờ chưa hỏi luôn đúng không? Bây giờ anh sẽ hỏi thế em nè. Cô. Dạ. Cô không hài lòng gì với điều gì với con dâu của mình? Tôi không hài lòng rồi những điều, ví dụ nó ở cái nơi nó cũng gọi về sao hỏi thăm này kia nọ, cũng quan tâm mình chút. Dạ. Dạ. Thấy không? Không có hỏi, không có quan tâm, mẹ khóc đó. Dạ. Rồi con không hài lòng chuyện gì nữa cô? Với lại nó những khi mình bệnh rồi nằm mà nó không có không muốn hỏi thăm rồi kia nọ vậy đó, không hỏi thăm luôn. Dạ, không hỏi thăm thì có chồng con nó thôi, nhưng mà chồng con nó là riêng khác, còn nó là bổn phận con dâu thì cũng phải quan tâm đến mẹ. Dạ. Dạ. Rồi về nhà ở mỗi lần về thăm cô đó. Dạ. Có tâm sự, có nằm tâm sự nhau hay ngồi chia sẻ gì với nhau không, với mẹ chồng không? Ở về cũng có đôi khi cũng nói chuyện nhưng mà cũng ít lắm, vì về nhà cũng lu bu, có thằng nhóc nó lại quậy quá thì cũng không có nói chuyện. Mà cháu cố. Dạ. Bà đang nuôi một cái thằng cháu cố 4-5 tuổi. Có cháu cố luôn nữa. Dạ. Coi bao giờ mà em thấy mẹ ốm quá rồi gầy yếu thiếu sức khỏe, em có mua sữa cho mẹ không? Dạ có. Có. Ừ tốt rồi. Thì em cái đó cũng mua sữa rồi mua bánh trái rồi biếu mẹ. Thôi bây giờ mình nghe chồng mình nói đi nha. Dạ. Rồi, nghe chồng mình nói thế nào. Khi mà mình đứng giữa mẹ với vợ thì mình thấy cũng hơi khó xử. Rồi còn cái mẹ thì mẹ ít nói, vợ thì nó không biết những gì để mẹ buồn. Nó thích đâu thì nói đó, cũng ít quan tâm đến mẹ.
Rồi anh cũng kêu em, kêu vợ gọi điện về hỏi thăm mẹ, nhưng mà vợ thì cũng không nghe. Hôm qua chương trình này anh cũng mong là em gọi điện về hỏi thăm mẹ, quan tâm mẹ nhiều hơn. Vợ con thì cũng rất là yêu thương, thương mẹ, nhưng mà có cái không có thể hiện được cái tình cảm. Nhưng mà qua đây thì mẹ có những gì vợ chồng có làm gì không vừa ý thì mẹ cứ việc kêu nói thẳng với vợ chồng con để mà chia sẻ với nhau. Đáng tu vợ con biết mà sửa đổi như vậy. Cũng có nhiều khi cũng tâm sự nói với con, vợ con này kia vậy đó, thì con cũng nói về cho nó biết. Dạ. Cũng có nói. Rồi bây giờ thế này, hôm nay có mẹ chồng đó. Dạ. Em nói gì thôi, nói hết cái lòng mình, những suy nghĩ của mình và hứa sẽ thay đổi gì với mẹ chồng đi. Anh nghĩ rằng á là hai mẹ con nên sát nhau xíu nào. Nào em quay qua nói với mẹ đi. Thì từ ngày về làm dâu với má, con chẳng giúp được gì cho má. Con mong nếu con có lỗi lầm gì mong má bỏ qua, và con cũng hứa sẽ quan tâm hỏi han đến má nhiều hơn. Có gì không phải mong má cứ chỉ bảo, chứ đừng cứ để trong lòng. Nhiều khi mẹ con không hiểu nhau thì cũng khó gần. Hay quá. Thì mẹ cũng muốn cho con ở mẹ con mình được biết, hiểu biết với nhau. Lâu lâu con không có con chút thì giờ con thì điện với má, mẹ hỏi thăm má vậy đó. Dạ, mẹ má vui. Đó. Đó là dâu của Hùng cô chưa? Thấy chưa? Chưa, bữa nay Hùng thấy sao? Dạ. Thấy cũng mát bụng. Mát bụng đúng không? Thôi giờ mẹ chồng không con dâu cái đây nào. Dạ.